chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số 9 có hình bản đồ việt nam bảy và bảy ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm chín happy to easy, chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy Học khu Huntington Beach Union High School District. Vế về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours tám Insurance xe và nhà giá rẻ hãng bảo hiểm tốt để bù thỏa đáng phở 86 truyền thống từ năm 1985 hương vị vượt thời gian bảy một bốn Good morning, Ngọc Lan Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với cà phê sáng một buổi sáng thứ năm ngày hôm nay gửi lời chào Ngọc Lan. Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả. Sáng nay chúng tôi vào và tiếp tục theo dõi hướng đi của cơn bão mang tên Hillary Tropical Storm, cơn bão nhiệt đới đó Ngọc Lan. Thế thì vấn đề chính ở đây là nhà Ngọc Lan đã dọn dẹp cây đưa vào nhà hết chưa rồi? Ở ngoài nhà có mấy cái tấm tẹp gì đó có mang vào nhà không? chưa <laughs> bởi vì à, sợ rằng mưa lớn mà quý vị không để ý đó rồi à, sửa nóc nhà oh. nhất là vào ngày à, thứ bảy chủ nhật thứ hai cho nên sửa nóc nhà lúc này là phải làm cho cho xong ngày mai hoặc là thứ bảy tôi nghĩ vậy bởi vì à, đây ừ. là hướng đi của bão Hillary rất là hiếm có tropical storm vào thời điểm này ở miền Nam California và cũng thực sự đây là những gì mà các nhà khí tượng học họ dựa trên computer, dựa trên các số liệu và dữ kiện ghi nhận từ những cái cơn bão trước đây và họ có thể đo lường thứ nhất là nhiệt độ của nước biển, thứ hai là không khí, độ ẩm trên không trung. Tất cả những cái dữ kiện khoa học này được cộng lại và đưa vào trong máy điện toán thì sẽ đưa ra một cái họa đồ và lộ trình của cơn bão của Hillary. thì họ nói rằng ngày hôm nay đó thì cơn bão đã bắt đầu. chúng ta cũng hiểu được bởi vì cái luồng nhiệt ở biển ở phía nam Mexico thì nó nóng, cho nên khi mà nó di chuyển thì đây là cái đoạn mà nó nóng nhất. nhưng mà càng lên hướng bắc thì nhiệt độ bắt đầu nó lạnh dần và khi qua khỏi San Diego, đây là điểm um, biên giới giữa Mexico và à, Hoa Kỳ và California, thưa quý vị. Cho nên đi đến đây đó thì nó yếu rồi, nhưng mà yếu đây có nghĩa là nó không có mang sức gió lớn thôi. À, sức gió lớn nhất là màu đỏ ở đây, nhưng mà đi vào trong đất liền thì sức gió giảm. Ngược lại đó thì chung quanh quý vị thấy cái đường đi đó, cái quét đó, cái đuôi quét đó thì nó mang một lượng nước mưa khổng lồ. Thì cái vấn đề ở đây người ta không lo về sức gió, không có sợ nhà bay nóc vân vân. Có thể là cây đổ nếu như cái những cái cây mà nó thấm nước nhiều quá, sợ rằng là nước nhiều quá nó gây lũ lụt. À thì lũ lụt lại là một vấn đề lớn. Cho nên những cái tin tức như thế này để khuyến cáo các cư dân từ San Diego và nếu nhìn vào tâm bão đó, nếu đi đúng hướng mà thường nó cũng đúng mà đôi khi vì lý do nào đó nhiệt độ nước biển nó thay đổi đó thì nó sẽ đi chệch hướng. Nhưng mà ngay bây giờ quý vị thấy không nó, nó đi ngang Los Angeles luôn. Tức là vào trung tâm Los Angeles và chắc chắn là nó đi ngang mé mé Long Beach quận Cam. À, Huntington Beach, Newport Beach. Cho nên tàu bè các cư nơi này họ đang chuẩn bị lắm. Đây là những cái khuyến cáo để chúng ta ngay cả cư dân của Huntsman Beach người việt nam chúng ta sống ở fan valley westminster và dài theo hướng bắc los angeles thì chắc chắn là có san gabriel alhambra monte park cũng nên chuẩn bị và khi và đi vào trong đất liền như vậy đó, nó sẽ có thể gây ảnh hưởng cho các tiểu bang như arizona và nevada nhưng mà ảnh hưởng lớn nhất vẫn là miền nam california khi mà lên tới gần san francisco rồi đó thì nếu mà nếu mà đi đúng hướng thôi chứ còn có thể trật hướng thì cũng mang một cái lượng nước mưa lớn khổng lồ đổ vào đây cho nên California lại thừa nước trong ừ. mùa hè này wow thừa nước nhưng mà có người vừa mới được thừa tiền à. à, nó là tiểu bang California đã cộng thêm được một triệu phú nữa à, người phụ nữ này á ở West Covina à, bà trúng vé số cào á quý vị cái tờ vé số cào ở đây nhiều người mà nhiều người Việt Nam mình thích người, chơi vé số nhiều này, nhiều này đi, đến yeah. những cái quán cà phê yeah. ở khu Việt Nam sẽ thấy mọi người mua vé số cào xong rồi ngang ngồi cào cào ra cái này nó thu hút người ta là tại vì họ biết liền được liền cái Sướng giải ra, trúng cái... À, rất rất là Không phải hấp dẫn họ thì, thì bà bà này á bà trúng vé số bà này ở West Covina ở khu vực LA đó nói là nếu không muốn vẫn phải tin rằng là có số phận và có những điều may mắn kỳ lạ ừ. nó ngày em đó tự nhiên và thấy cái lòng bàn tay và bà nó ngứa tự nhiên thấy lòng bàn tay Thật nó ngứa có nghĩa đó. là là nói là theo như dị đoan á là người ta nghĩ là cái đó là sắp được có tiền vô cầm tiền Hay nói là bà, bà, bà đi mua vé số bà mua tờ vé số cào ở trong một cái tiệm seven eleven á thì bà mua về xong rồi bà cùng với con gái ngồi cào thì đến cái ô nó người ta nói đến cái ô này nè cái thấy là trúng một triệu trời ơi hai mẹ con còn không tin nữa có nghĩa là không tin được đây là sự thật cái thế là họ mới quay ngược trở lại cái tiệm mà bán vé số đó đưa Hỏi. vô trong cái máy Hỏi. không à, à. đưa vô trong cái máy để, để, để uh, nó scan qua ừ. thì đưa vô nó báo lên là đúng, đúng là tờ vé số này trúng một triệu trời ơi nó hai mẹ con nhảy à. lên mà mừng quá nó nghĩa là trên đường đi bộ về mà giống như là bay 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 vậy đó tại vì không hiểu rằng là mình có thể là trúng số như vậy và bà nói liền trong đầu bà tôi sẽ mua một căn nhà đó thì người ta tính ra là thế là california lại có thêm một người triệu phú mới triệu không một đủ triệu để mua cái nhà để đủ để đau cái nhà thì đúng hơn lấy về còn có năm sáu trăm ngàn à. Ờ, không biết cái loại vé số này sao? thì nó như thế nào thật sự vé số cào này thì không biết nhưng mà trong những cái cái tin vui buổi sáng để thấy là khi nào mà mình thấy cái lòng nhưng mà tay ngọc mình lan có giờ ngứa lòng tay tôi chưa thấy bao giờ ngứa ờ, ngọc lan có bị rồi mũi cắn à thế là ngứa chân còn nếu mà ngứa đầu thì sao à thì cũng có những cái điểm ngứa để đầu giải là thích. Có chí. thậm chí Mỹ không có chí nhưng mà phải có, có một cái điềm gì đó mà ừ. không ạ à? à, quý vị à, trở lại chúng tôi vẫn theo dõi bản tin từ Hawaii à, và từ ngày hôm qua đến giờ phút này rất nhiều các à, vấn nạn đưa ra tại đây và chúng ta cũng biết đó là trên đảo Maui á, và Hawaii nữa nhà cửa nó đắt đỏ lắm cho nên đây là cái cơ hội của những người mà họ bất kể cái thảm cảnh của người dân như thế nào Họ vẫn nghĩ trong đầu vấn đề là mình phải bắt ngay cái cơ may về địa ốc của ừ. cái khu vực cháy. Wow. Và thường đó đây không phải là cái cái chuyện mà chỉ có Hawaii đâu mà những nơi khác cũng vậy nữa. Những nơi nào mà hot, vùng đất hot nóng mà nhiều người muốn đến cư ngụ hoặc là mua đó. Mỗi khi xảy ra thiên tai là giới đầu tư để developer phát triển nhà cửa đó, họ nhảy vào. Ừ. Thế thì rất nhiều người trong mấy ngày nay họ than phiền. Có một người họ nhận khoảng 10 cú điện thoại. mới wow. cú điện thoại ngốc lắm. Đó là hầu như là ngày nào từ hôm mà xảy ra đám cháy đến giờ. Còn mà không biết làm sao mà những nhà địa ốc họ lại có được điện thoại. Chắc họ họ dựa vào cái um, danh mục điện thoại đó. Ở cái khu vực này họ gọi đại. Nhưng mà chúng vào cái người đó. Thì cái câu hỏi đầu tiên là chúng tôi cũng chia buồn với anh nhưng mà anh có nghĩ đến cái việc mà bán nhà của anh không mà đâu phải nhà nó đâu bây giờ là họ chỉ muốn mua lại miếng đất, miếng đất. Thôi. thì ừ. khi mà mua lại miếng đất thì chắc chắn họ mua với giá rẻ và các nhà đầu tư và phát triển địa ốc lúc này đó là họ tìm kiếm không những một căn mà thậm chí họ muốn mua cả cái khu vực là hai na luôn ừ. và đó là một cái vấn nạn hiện nay mà những người dân ở đây đang rất là sợ họ không biết được là sau những cái sự hỗ trợ để mà tái thiết đó họ có giữ được căn nhà của họ hay không chúng tôi tiếp tục với bản tin này ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 4480 1070 Happy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714 741 2008. Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714 839 4591. Phê sáng trở lại với tất cả quý các thính giả, chúng tôi đang gửi đến quý vị bản tin từ là hai Na Maui, tiểu bang Hawaii về các vấn nạn mà những người dân ở đây đang đương đầu. À, vấn nạn đầu tiên là lẽ đương nhiên bây giờ đó, bao nhiêu ngàn người không có nhà cửa. Đó là những chủ nhà, còn những người đi thuê mướn nhà thì khỏi luôn, không cách chi về đây được. Cho tới khi xây dựng xong thì mất hai năm. Cho nên họ nói rằng chủ nhà mà có lại được căn nhà cũng phải mất từ 1 tới 2 năm. Bởi vì đó là cái, cái tính trình bảo hiểm. Ừ. Và đó là với điều kiện những chủ nhà này mua bảo hiểm đầy đủ nha Ngọc Lan. Tại vì cái, những cái khu vực này xây dựng cả trăm năm nay rồi. Thì có những người họ cha truyền con nối lấy lại được cái nhà đó. Họ giữ cái bảo hiểm mà có từ xưa mấy chục năm nay rồi. À, nhiều khi nhiều căn nhà đền có hai ba trăm ngàn à. Trong cái cái trị giá 1 triệu. Nếu mà họ không upgrade và trả thêm tiền bảo hiểm đó, bảo hiểm nó tăng chút 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 thôi. Với điều kiện đó là nếu như cái giá trị căn nhà đó vào thời điểm cách đây 10 20 năm. Và đó là cái chuyện rất là bình thường. Còn những người mà họ mới mua thì chắc chắn họ phải mua với cái bảo hiểm cao 1 triệu. Thế thì cái vấn đề ngay cả chủ nhà ở đây cũng quan tâm nữa. Bây giờ bảo hiểm có đền không đủ tiền để xây cái nhà lại. Nếu mà không đủ tiền xây cái nhà lại xây để làm gì? thì chắc có lẽ họ bán miếng đất bây giờ nó còn trị giá nhiều hơn nữa thì có thể họ bán miếng đất rồi họ lấy tiền bảo hiểm lúc đó họ nghĩ rằng họ có thể di chuyển ở một nơi nào đó để mà xây dựng nhà cửa thì điều đó có nghĩa là đang có lợi rất lớn cho những nhà đầu tư địa ốc và đó cũng là lý do họ nhảy vào tìm kiếm những cái căn những cái khu đất hiện nay ừ. và khi họ mua đó thì họ sẽ nói như thế này ô nhà của Ví dụ nhà tôi kế Ngọc Lan hay căn nhà nó bị như vậy. Nói ồ cái nhà của bạn anh kế bên đó, nó nó luôn rồi. Mà bạn anh nó bán rồi. Thì tôi nghĩ họ bắt đầu đưa ra những cái lời mà nói là rất là bi quan. Thì bởi những người này đang trong lòng mà không biết như thế nào nữa và bây giờ có cũng không có trở về để sống nữa. Thì sống vất vơ vất vưởng thì không biết được đó là chính phủ sẽ hỗ trợ nhà ở cho họ kéo dài đến bao lâu kéo dài được cho đến khi mà bảo hiểm đền xây dựng dựng lại căn nhà hay là rồi chỉ có được vài tháng thôi. Ừ. Đó là cái vấn đề hiện nay. Cho nên ngoài cái chuyện mà sống vất vơ vất vượng hiện nay không ở trong là hai na thì người dân là hai na cũng rất là buồn bởi vì bất định về cái tương lai của họ. Ừ. À, anh Thủy đang nói đến vấn đề nhà cửa thì Ngọc Lan cũng có một cái bản tin liên quan đến nhà nhà đất À, lâu rồi không nói. Người ta thống kê đó cho thấy là có 25 thành phố ở nước Mỹ này họ gọi là boom town có nghĩa là phát triển bùng nổ một cách yeah. mạnh mẽ. À, những cái cái yếu tố, những cái tiêu chuẩn mà để à, họ cho thấy rằng là đó là những cái nơi mà nó phát triển mạnh á thì họ sẽ dựa vào cái chuyện mà Uh, phát triển kinh tế ở chỗ đó, mm -hmm. rồi uh, số lượng nhà cửa tăng lên như thế nào, yeah. uh, rồi cái công ăn việc làm mang đến ra làm sao, đó nhiều yếu tố họ gom lại thì họ thấy là trong thời gian qua đó những có 25 thành phố được xếp vào uh, nhất ở Hoa Kỳ, mà đặc biệt á người ta đang nhìn thấy cái sự phát triển ở Utah. Yeah. Uh, Ờ, trong 25 thành phố này thì có gần hết 5 thành phố là thuộc ở Utah rồi ờ, ví dụ như là Provo nè là ở Utah nè St. George ở Utah nè Logan ở Utah nè Austin ở Utah nè à, hay là Salt Lake City ở Utah cái thứ hai nữa đó là một số thành phố ở Florida cũng cũng là nằm ở trong số 25 thành phố lớn ở Hoa Kỳ mà được, được xếp vào là bùng nổ mạnh mẽ. Thì ở Florida thì có Destin nè, rồi có uh, Pompey nè, uh, Jacksonville nè, Jacksonville này người Việt mình ở đây khá là đông nha, mm. Jacksonville nè, hay là ở um, uh, Bradenton cũng là một nơi mà gần Sarasota cũng có nhiều người Việt uh, ở đây. Đó thì hay là The Village ở Florida là đó là những cái nơi mà được xem là phát triển rồi cũng có ở Austin ở Texas cũng được xếp vào ở trong số 25 thành phố này thì những ai mà trong thời gian qua quý vị thấy cái này là người ta xếp của năm 2023 tức là nhất là từ năm 2020 đó khi mà bắt đầu sau ngay cái dịch covid 19 rồi cái nhiều cái nơi mà nó bùng lên á gặp Lan nhớ khi mà trong cái lần đi chương trình Viet La đến Jacksonville mình thấy nhà cửa xây á là kinh khủng cái đó là năm 2021 một năm sau tức là năm 2022 quay trở lại uh, chắc anh Thủy với quý vị còn nhớ cái cảnh mà Ngọc Lan cầm cái máy quay mà đi dọc ừ. nguyên một con đường đó chỉ có là cái nó chỉ mới là khu đất thôi dựng lên chia ra là đã thấy là son ao son ao son ao có nghĩa là nó bán dài hết, theo như hết. vậy bán hết À, khi mà hỏi những người à, đầu tư nhà đất ở đây á ở trong như thời gian qua thì nhà cửa làm sao họ nói là ờ có chậm là một chút nhưng mà thật sự á cũng bán rất là yeah. nhanh bán rất uh -huh. là lẹ yeah. chứ không phải là một cái thị trường đóng băng giống như là người ta đã từng dự đoán một khi mà người dân đi làm hai vợ chồng đi làm đủ sức để mua nhà ở những cái khu vực mà Quý vị nhìn thấy danh sách nhất là trên FOIDA thực sự vẫn có những căn nhà 3 400 ngàn, nhà cũ cũng được nữa, ừ. nhà mới thì 4 500 ngàn. Nếu mà hai vợ chồng đi làm vẫn đủ sức để có thể trả được. À, và điều này để cho thấy cái sự khác biệt rất lớn giữa việc phát triển địa ốc ở Việt Nam, Trung Quốc và với Hoa Kỳ và các quốc gia tân tiến. Chúng ta thấy, nếu quý vị sang Mỹ mà nghiên cứu, ta thấy đó khi mà họ phát triển á, là họ phải xem ở cái thành phố đó thị trấn đó có trường học hay không ừ. nhà thờ yeah. chợ búa họ, những cái nhà phát triển để ốc họ không có dại gì tự nhiên quý vị biết california đi ra ngoài chút xíu á, là đất còn dư nhiều lắm mà có ai nhảy vào chỗ đó không ừ. không vào được bởi vì sao xây để làm gì mà phát triển nhiều quá để làm gì rủi ro người ta không tới thì sao và đó là đã từng xảy ra trong quá khứ rồi yeah. Cho nên phải học hỏi những cái kinh nghiệm đó Phía Trung Quốc cũng thế nữa Khi mà họ tăng trưởng kinh tế đó là họ cứ cho xài Mà lạ lắm <laughs> Ở Mỹ này luật lệ Và đó cũng là cái mà Việt Nam phải nghiên cứu Luật lệ địa ốc cũng thế nữa Khi mà quý vị Dọn vào trong căn nhà rồi đó Một tháng, hai tháng sau mới bắt đầu trả cái payment đầu tiên nhớ không? Yeah, không? Đeo ngoại thứ giấy tờ ừ. và có một công ty một cái escrow ngân hàng đứng giữa để... để liên lạc giữa bên bán bên mua chứ mình không có liên lạc trực tiếp với người mua bán nhà chúng ta có cái escrow để bảo đảm rủi ro có chuyện tranh chấp thì tiền chúng ta không mất tật không mang thì đó là lý do nhà cửa xây xong rồi theo luật định rõ ràng rồi theo đúng tiêu chuẩn cố đinh đầy nọ nữa rồi dọn vào ở xong xuôi hết rồi bắt đầu trả tiền nhà còn ở trung quốc <laughs> trả xong hết rồi mà bây giờ nhà chưa xây xong mà có những căn nhà 3 năm nay chưa xong nữa cái trường hợp đó cũng giống như ở việt nam cũng trong những cái bản tin việt nam hay là chương trình cà phê sáng mình cũng đã trình bày với quý vị khi mà họ cho xây à, nhà em. không hiểu không thể nào nói chuyện là xây mà chính quyền ở đó không biết khi mà nguyên một loạt nhà đấy, hay là đấy, nguyên cả, một cái chung cư căn... nhưng mà xây xong rồi á thì nói là ờ cái đó không có giấy tờ hợp lệ đấy, không cái đó đó có này đấy lại đập bắt người ta đập giấy hồng. rồi chưa kể có những người những công ty đứng ra nói là ờ họ có những cái quy hoạch như thế này họ có những cái plan để xây nhà như thế này đóng tiền vô mua ừ. đóng bao nhiêu năm rồi bây giờ vẫn là trên giấy xong rồi đi khiếu nại với lại chính quyền ơ ờ, tôi không biết cái gì không biết cho nên rất là ngộ ở Việt Nam cái cách mà quản lý như thế cho nên nó không cho người ta cái cảm giác an toàn là như vậy có nghĩa là một công trình xây lên đó uh, có thể là lộng lẫy đó có thể là đẹp đẽ đó ừ. nhưng mà nay mai cái lại ủa nó bị thế này nó bị thế khác đủ thứ cái uh, lý do hết tôi thấy cái hệ thống công quyền ở Mỹ này mặc dù nó rất là cồng kềnh nhưng mà nó bảo vệ người dân ở điểm đó thành phố dù nhỏ cách mấy mà khi đó gọi là city rồi phải có council, phải có cả một hội đồng thành phố đứng ra Rồi uh, CD manager kiểm soát Rồi các quy định Nếu mà không đúng quy định Quận sẽ à, phạt, tiểu bang sẽ gây ảnh hưởng Rồi cũng không có rót tiền, ngân sách xuống Để phát triển thành phố đó Cho nên thành phố, các vị dân cử trong những cái thành phố đó Các nghị viên thôi đó Cấp bậc nhỏ nhất trong thành phố đó Mà họ quan tâm đến... Um, tương lai của thành phố quan tâm đến người dân, họ phải làm việc cho dân. Và làm việc cho dân cũng có nghĩa là bảo vệ cái quyền lợi của người dân đi theo đúng các quy định an toàn tính mạng của người dân nữa về vấn đề nhà cửa xây dựng, điện, nước, ga, tất cả mọi thứ. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo mà quý vị cùng theo dõi. Chương trình này được bảo trợ bởi chin và Kim Thư cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 sáu 1070 Happy easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714 741 2008. Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714 839 4591. tại cuộc họp báo ở lahaina liên quan đến những cái chất vấn của các cư dân ở đây một trong những điều mà họ ta thán nhiều nhất đó là tại sao còi báo động không vang lên để người ta chạy rất nhiều các cư dân chỉ trích chính quyền mà trong đó cơ quan quản lý về tình trạng khẩn cấp thiên tai của lahaina và nếu mà quý vị sang maui hoặc là Hawaii, quý vị sẽ thấy dọc theo bờ biển vào trong khu nhà dân sẽ có những cái cột cao như thế này. Đây là hệ thống báo động. Thế nhưng, Ngọc Lan không phải báo động cháy mà chỉ để báo động sóng thần. Cho nên nếu mà hỏi đến là có báo động cháy hay không thì không có. Và đó là lý do ngày hôm nay đó uh, chính quyền là hai na họ nói rằng chúng tôi đã không bấm nút để khởi động còi báo động cái này mình thật sự là mình cũng có thể tranh luận được với nha bởi vì cái người mà giám đốc cơ quan quản lý thiên tai đó ông nói rằng từ cả bao nhiêu chục năm nay rồi kể từ khi mà có sóng thần hay những cái chuyện gì đó họ dựng lên như vậy đó là người dân Hawaii biết đó là sóng thần mà khi mà họ nghe cái tiếng còi này con nít đã được dạy hết rồi cho nên con nít nó lớn lên là nó biết được hệ mà còi hú là sống thần đang tới thì cái chuyện sống thần đang tới thì cái chuyện đầu tiên mình làm gì chạy lên núi thì cơ quan quản lý này cũng có lý họ nói nếu mà chúng tôi phát động cái báo động lúc này đó nhiều người ở trong nhà họ không biết họ tưởng sống thần tới thì khi sống thần tới họ làm gì họ chạy lên núi thì chết hết cho nên cái chuyện mà họ nói rằng nếu chúng tôi không kích động cái hệ thống báo động này là chúng tôi đã cứu được cả hàng trăm hàng ngàn mạng sống chứ không phải là chúng tôi giết hàng trăm hàng ngàn người như lời quý vị cáo buộc chúng tôi. Người dân Ha là na nói rằng à, tôi tưởng là cái báo động này nó báo động đủ thứ <laughs> thì tức là báo động lửa, báo động hỏa hoạn, báo động sóng thần, báo động chiến tranh hay gì đó nhưng mà cơ quan quản lý nói, nói không phải vậy và thứ hai nữa đó cái hệ thống báo động này nó không đặt ở bên trong đất liền nó đặt ở ngoài bờ biển à, bởi vì nó là sóng thần mà nó chủ trương ngay từ đầu là sóng thần chứ còn nếu báo động lửa thì sẽ họ sẽ đặt trên núi à, nếu mà lửa lửa từ trên núi trường hợp này họ nói không cách gì mà chạy được hết bởi vì lửa khi mà nó phát như vậy đó nó phát từ nhiều hướng nó xuống ầm một cái nó chặn hết tất cả các ngã đường mà nếu còi báo động vang lên nữa mà khi nghe còi báo động đó người ta hoảng đó người ta chạy lung tung nữa đó thì càng đi vào chỗ chết à, những người thì thực sự là chúng ta nghe thấy cũng có lý những nhà mà họ chuyên môn họ nói một khi báo động khẩn cấp lên đó ừ. như là chúng nếu mà mình nghe báo động mà mình biết được cái báo động trong nhà khu vực của mình là để mà chạy loạn đó là cái chuyện đầu tiên là mình chạy vào thì cái đó nguy hiểm vô cùng bởi vì một trăm nhà một ngàn nhà mà chạy một lúc đó là khỏi chạy luôn mà chết là chết chùm cả đám cho nên họ giải thích như vậy thì không biết được có làm giảm cái mỗi quan tâm và bực bội thất vọng chán ngán và hận đối với chính quyền hay không nhưng mà thưa quý vị khi mà người giám xuất hiện đó, và gặp phải các nhà báo họ chỉ trích rồi họ tại vì họ nói rằng chúng tôi nghe rất nhiều cái lời than phiền của người dân chúng tôi đặt cho quý vị là cái chính quyền thì ngay cả ông thống đốc cảnh sát trưởng à, và các vị dân cử đó cũng nhảy vào để bảo vệ cái quyết định của chính quyền là cái cơ quan quản lý thiên tai đó cái quyết định của họ là không bấm còi báo động cho nên còi báo động thì đầy hết và còi báo động của Hawaii được xem là còi báo động lớn nhất thế giới luôn nữa bởi vì cái quần đảo này lo sợ là dễ bị sóng thần nó còn lớn hơn cả Nhật Bản luôn nữa, thưa quý vị. Vậy mà không có một tiếng còi nào vang lên vào cái đêm cháy đó cả. Wow, trời. Ờ, thưa quý vị, ở những ai mà quan tâm đến uh, vấn đề housing thì ngày uh, thứ bảy này vào lúc và 10 giờ cho đến 10 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa thì quý vị có thể đến ngay chỗ Garden Grove Community Meeting Center để quý vị tham dự cái buổi nói chuyện, nói chuyện về housing cũng như những thắc mắc gì của quý vị mà đưa ra đó thì người ta trả lời. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây đó là cái chương trình này do cựu nghị viên thành phố Garden Grove đứng ra tổ chức đó là Thu Hàng Nguyễn cô đang chuẩn bị tranh cử chức thị trưởng của thành phố Garland. Thì cô làm được một cái việc là không chỉ là cô đứng ra tổ chức mà cô mời, cô mời đại diện của cả bốn thành phố cùng đến tham dự, đó là thành phố Anaheim, thành phố Orange, thành phố Santa Ana và thành phố Garland. Tức là ngày hôm đó không phải chỉ cái vấn đề housing chỉ riêng của thành phố Garland thôi mà những quý vị ở các thành phố khác, quý vị cũng có thể quan tâm thì quý vị đến để quý vị đặt những cái câu hỏi uh, liên quan đến uh, làm sao có housing hoặc là trường hợp của tôi thế này thế khác, hồ sơ như thế nào có nghĩa là tất cả những cái vấn đề gì liên quan đến cái chuyện này uh, Thì quý vị có thể đến vào ngày thứ bảy 19 tây tháng 8 từ lúc 10 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa. Uh, địa điểm đó là Garden Grove Community Meeting Center ở số 11300 Stanford Avenue Garden Grove thì quý vị nhớ ha đến ngày mới ngày thứ bảy này ngày mốt này đây những vấn đề housing nhiều người quan tâm lắm tại vì không biết là mình sẽ được sao như thế nào thắc Khó mắc không biết hỏi hả? ai yeah. mà cái quan trọng ở đây có nhiều thành phố cùng xuất hiện ở đó để cho quý vị có cái cơ hội nhiều hơn để hỏi đôi khi mỗi thành phố họ có những cái quy định những cái luật lệ khác nhau uhm. cái chung vẫn có nhưng mà mỗi nơi thì có mỗi một cái khác nữa à, cái thứ hai nữa thì đây lại là một cái tin rất là đáng sợ Yeah. đáng sợ theo nghĩa là nguy hiểm quá. Ừ. Đó là mới hôm chiều thứ hai vừa rồi, một người phụ nữ 70 nó nói là 75 tuổi, bà vừa mới từ ở trong ngân hàng Bank of America đi ra ở khu vực mà Elay đó. Thì bị một cái tên nó chạy đến để nó giật cái 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 phí của bà đó. Ừ. Nó giật xong á mà nó lôi, nó lôi cái người phụ nữ đó lê dưới đất như này. Cộng lại không có mở cái clip đó lên được thì nhìn thấy sợ lắm, lê đi như để thế này. Sợ. Thì mà bà không có buông ra nhưng mà cuối cùng thì bà cũng cũng, cũng sao phải mà thả được? cái tay ra đó thì ở đây có mấy người ví dụ như hình ảnh anh này là anh, anh chạy theo anh la lên thì tên này nó giật được cái bóp rồi nó nó bỏ nó chạy thì người tức ta là nói, anh anh chạy với cầm cầm theo cái bóp cầm luôn. theo cái bóp luôn bao bà nhiêu tiền ra đó? thì bây giờ người ta nói là không biết là trong đó có bao nhiêu tiền Ô, chạy mất nhưng rồi. mà những người nhân chứng ở đó họ nói là họ thấy đáng sợ quá ờ, ngay giữa ban ngày ngay giữa ban ngày chưa ở trong có. đó đi ra có nghĩa là mọi việc rất rất là nhanh mà cái người nào quay lại được hay là cái 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 clip này người Chụp ta tung lên làm. người ta không có nói là cái này ở đâu ra hết nhưng mà những người xung quanh đó họ nói rằng à, đáng sợ quá, có người thì nói rằng tự nhiên tôi nhìn hình ảnh này à, tôi cảm giác là tôi rất là lo ngại khi mà mẹ tôi, vợ tôi hay con gái tôi có những việc phải đi đến ngân hàng ra thì làm sao à, rồi người ta đặt vấn đề về cái chuyện cảnh sát ở đó À, tại sao đã để cho những cái chuyện này xảy ra rồi trong thời gian qua thì những cái vụ mà giống như là hàng mấy chục người ùa vào trong những cái tiệm lớn để mà ăn cắp hàng hóa họ Monstrum. đi giống như là, là giặt giống như quân nguyên yeah. mà ùa vô rồi yeah. chạy yeah. ra nó khủng khiếp quá phạm, rồi bây quá giờ chức. thêm những cái trường hợp này nữa thì đây cũng là một cái chúng ta xem để chúng ta cảnh giác bảo vệ cho chính mình nhất là nhiều người người ta thấy họ thích sách cái giỏ đó quàng lên cái 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 khuỷu tay gì đi như vậy nguy hiểm quá tại vì giật một cái mà đôi khi phản phản xạ tự nhiên á người ta hay chụp trở lại mà khi mình giật trở lại thì họ kéo mình đi thì nguy hiểm vô cùng à, cho nên á, thứ nhất là thôi tránh băng bóp hoặc là có thì đeo loại, cái loại mà vắt ngang vai luôn á thì nó nó cảm giác an toàn hơn khó mà giật chứ còn cái mà móc mút trên cái tay này nguy hiểm quá giống như coi cái đi. clip trong người phụ nữ này thấy tội Ngọc, lắm Ngọc Lan đi rút ra mấy chục ngàn trăm ngàn bỏ đâu Chúng tôi uh, tiếp tục với cà phê sáng ngay sau phần quảng cáo. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070 Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889 Học khu Huntington Beach Union High School District Để về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 TMN Insurance Xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt để bù thỏa đám 714-741-2008. Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714-839-4591. Ông Lan Hoàng Chủ, chào tin cho lại với tất cả quý khán thính giả ngày hôm nay thì sở cảnh sát uh, San Bernardino quận San Bernardino vừa thông báo họ đã bắt giữ một nam một nữ và hiện nay đang bị truy tố về tội buôn người, xâm phạm tình dục trẻ em, hãm hiếp rồi ngược đãi tình dục. Và đây là một vấn nạn để cho thấy rằng những người di dân bất hợp pháp từ Nam Mỹ Trung Mỹ, Mexico đi vào Mỹ này mang theo trẻ em, con nít đó. Có những gia đình họ giả dạng. Ừ. Tức là sao? Gia đình không có đủ tiền chỉ muốn đưa con gái của mình. Đứa bé bao nhiêu? 13, 14 tuổi. Thì không đi được, bố mẹ cũng đi được, tiền nhiều, nhiều tiền lắm. Cũng cả mấy ngàn đồng một đứa đó. Thì mới giao đứa bé đó cho một cặp khác. Thì cái cặp khác đó mới lấy đứa bé đó là con của mình đi qua đường biên giới texas vào mỹ được thì cái vấn đề kiểm soát làm sao mà chính quyền hoa kỳ và cơ quan an ninh biên giới có thể kiểm soát được hồ sơ lý lịch họ cứ ghi nhận thôi ồ đặc biệt là ưu tiên cho những gia đình có con nít thì đây là những gia đình có con nít đưa vào thực sự khi mà đưa vào rồi đó trong thời gian họ đi vào mỹ được rồi thì họ mang đứa nhỏ này, họ bán đi Nó ghê gớm như thế rồi có những kẻ lạm dụng những đứa bé này và đưa từ Texas sang California và đến San Bernardino. Thì đây là cặp vợ chồng, một người 44 tuổi đàn ông và à, cái người thứ nhì vợ đã 33 tuổi. Cả hai là cư dân của thành phố Philan quận San Bernardino. À, họ nói rằng trong trường hợp này có những đứa trẻ mà hiện nay đó, bản tin nói đó, có những đứa trẻ um, dưới 14 tuổi và thậm chí đe dọa nếu mà mày khai ra đó là tao sẽ giết mày không những giết mày mà luôn cả bố mẹ của mày anh chị em của mày nữa ừ. cho nên những đứa bé này nó sợ quá nhưng mà rồi đó có những người hàng xóm hoặc là có một vấn đề gì đó đối cuối cùng đứa bé nó chịu không nổi nó, nó chạy thoát được thì cái cuộc điều tra vẫn còn đang tiến hành thì lực lượng điều tra đặc biệt của quận San Bernardino họ thông báo ở đây chỉ là hai người bị bắt giữ Họ nghĩ rằng sẽ còn nhiều cái nhóm khác nữa Bởi vì mất cả tháng trời Họ mới truy lùng ra Ai là kẻ đã giữ những đứa bé này Chưa hết thưa quý vị Bắt đứa bé này Bởi vì nó human trafficking mà Đưa những đứa bé này buôn bán Cho nên có thể là có những người can dự mua dâm Và chúng quảng bá Cách liên lạc nào đó Để lấy tiền từ những cái vụ bán dâm như vậy và tiếp tục đe dọa đứa bé không những một và nhiều đứa bé khác nữa đó là những cái tình trạng mà hiện nay cảnh sát khó lòng mà kiểm soát được toàn bộ lắm bởi vì có khi chúng di chuyển từ tiểu bang này sang tiểu bang khác à, Thưa quý vị, liên quan đến một tin ở Việt Nam, từ hôm ngày 10, 14 tay, 15 Tây, nhưng mà hôm nay người ta vẫn còn bàn tán về cái sự việc này. Đó là một kẻ đã lái một chiếc xe hơi đến cái khu biệt thự nhà giàu ở Hà Nội đó để bắt cóc một đứa bé 7 tuổi à, rồi xong rồi khoảng 10 tiếng sau thì cái tên này đã bị công an bắt lại à, sau khi nó đòi cái tiền chuộc lên đến là 15 tỷ đồng Việt Nam 15 ừ. tỷ đồng cũng khá là nhiều hơn vậy mấy trăm ngàn á yeah, dạ. cũng gần à, Tuy nhiên cái điều mà để người ta trên mạng xã hội người ta bàn tán nhiều đó đó là gì? Đó là khi mà cái sự việc này xảy ra là vào lúc khoảng 7 giờ tối của ngày 14 tây thì tên này nó à, lái chiếc xe đến và nó canh một thằng bé nó chạy xe đạp ở trong xóm á thì gần gần ngay trước nhà nó thôi thì cái tên này dừng cái chiếc xe nó lại nó mở cái cửa chặn lại giống như là cái chiếc xe đạp không qua được xong rồi sau đó nó nói gì mấy câu xong nó kéo thằng nhỏ lên xe rồi bắt đầu mới gọi điện cho ba mẹ nó hỏi số điện thoại rồi gọi điện cho ba mẹ của đứa bé này yêu cầu là phải đưa 15 tỷ à, đồng tiền Việt Nam để mà chuột thì gia đình cũng chạy tiền xong rồi nhưng mà một phần thì cũng bà báo với lại công an thì công an cũng theo dõi đến khi mà bắt được rồi đó. 5 giờ sáng ngày hôm sau là bắt được rồi. Thì khi bắt được thì ông uh, phó giám đốc công an thành phố Hà Nội uh, lên để là giống như là khen ngợi tuyên dương mọi người đã làm việc vân vân thì đó tổ chức một cái buổi họp báo. Thì trong buổi họp báo đó đó thì báo chí đó người ta mới đặt câu hỏi người ta nói là Ồ tại sao có thông tin ở trên mạng xã hội nói cái kẻ bắt cóc này tại vì lúc bắt được đưa hình lên đây là một người công an có đúng hay không thì lúc đó đó cái ông mà phó giám đốc công an hà nội đó ông mới đem giống như ông nạt ngang ông nói là đây là một kẻ vô công rồi nghề không có công an việc làm chưa phạm tiền án gì thôi những thông tin không chính xác phải loại bỏ quý vị phải xem phát ngôn của tôi mới là phát ngôn chính thức để đưa lên báo chí còn những cái gì mà ở trên mạng xã hội đưa đó là không chính thống bỏ đi ông yêu cầu như vậy thì không có báo chí lúc đó người ta không có đưa nhưng mà với những cái gì mà trên mạng xã hội đưa thì không chối cãi được thì cuối cùng qua ngày hôm sau ông lại phải xác nhận ờ à, cái kẻ đó đó chính là một thượng úy công an à. đây tính cái tên đó cái công cái tên công an đó đó là làm là cán bộ tham mưu của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc thì lúc đó mới lên tiếng xác nhận rằng ờ đúng rồi cái Trời. tên đó là công an nhưng mà nhưng mà một điều vui nữa là ừ. trong khi ngày hôm qua cái tờ báo tuổi trẻ dẫn nguyên lời của cái ông phó giám đốc công an hà nội nói như vậy á hãy lấy cái lời của tôi mới là chính còn thông tin trên mạng bỏ đi mà lúc đó là ra đầy rồi người ta nói ô cái tên này là công an tỉnh vĩnh phúc à, người ta biết những đồng nghiệp mà của cấp họ phải trên biết, bảo vệ chối dạ, bỏ nạt, nạt ngang như thế nhưng mà ngày hôm nay thì cái bài báo đó đó nguyên cái đoạn mà giống như trích nguyên văn cái câu ông phó giám đốc công an nói là gì bị cắt bỏ luôn rồi chắc là để thấy rằng là không phải quý vị lấy là phải lấy lời của tôi chứ không phải là những cái thông tin khác đưa lên nhưng mà giấu giấu thì cũng không thể nào mà giấu được nên ta nói là wow đây là đến cái lúc mà đã cả thường úy công an cũng đi làm cái công việc là bắt cóc trẻ con rất tội nghiệp phải nói rằng tội nghiệp nhất là phóng viên đó họ muốn họ biết được cái thao tác nghề nghiệp của họ là lẽ đương nhiên không đưa ra những cái tin tức gây ảnh hưởng đến chính quyền chính trị vân vân nhưng mà những cái tin như thế này đấy nó chỉ là ảnh hưởng tới an ninh xã hội người dân thôi. Họ muốn đưa ra ánh sáng sự thật mà nhất là tuyên bố của những viên chức cao cấp thì bây giờ cũng không là đưa ra rồi, sau đó phải, phải cắt bỏ toa soạn phải cắt bỏ bởi vì sợ cấp trên than phiền. Các quý vị thấy ở Mỹ này những cái từ chữ một vài chữ thôi mà họ đăng liên tục <laughs> ngay trên hàng tít đầu không cách gì mà xóa được. À, cái vụ hỏa hoạn ở Lahaina cũng như những cái trận mà bão khắp nơi đó, quý vị có thấy được một cái điều tôi tôi thấy khi mà máy bay đi ngang qua cái vùng bão hoặc là vùng cháy đó, tự nhiên có đúng một hai căn nhà nó còn nguyên, thì đó. ngày hôm nay đã những cái căn nhà này đã được lên tin chính thức, họ ừ. nói tại sao một cái khu mà nó cháy hết tất cả ừ. rồi còn đúng một căn nhà không cháy? Mà nghĩa là ngày hôm qua chúng tôi cũng loan tin liên quan đến cái nhà thờ công giáo đó thì tương tự như vậy. Thì ngày hôm nay chủ nhân căn nhà này là một phụ nữ 67 tuổi. bà nói rằng bà thừa kế căn nhà này từ ông nội và sau đó là bố của bà đó. Cả hai ông trong thâm tâm luôn luôn nghĩ đến cái việc là bởi vì nhà ở ngoài biển cho nên phải xây làm sao, để tránh bị nước biển nó xói mòn họ không nghĩ đến cái chuyện hỏa hoạn nữa nhưng mà đồng thời khi mà xây cái kiến trúc bằng xi măng cốt sắt mà loại tốt đó kể cả cái ngói này thì họ nói ngay từ đầu khi mà bão có vào đây nữa cũng thồm không thổi nổi cái căn nhà này bởi vì từ ở dưới lòng đất cho tới lên tới trên và cái máng này đó quý vị thấy không cái ngói này là cái ngói chống lửa và chống ngôn hurricane ngọc lan wow. cho nên bà nói đó là lý do tại sao căn nhà này ngay từ lúc mà được xây dựng đó và được tái thiết từ lúc mà xây cho đến khi mà tái thiết xong chúng ta thấy nó mới tinh như vậy đó và đây là căn nhà này nó mới tinh luôn đến độ mà tàn cho nó thổi vào đó nó thổi tới đâu nó bay ra tới đó nó không thổi vào nó dính vào được căn nhà luôn bởi vì không có miếng gỗ nào trong nhà đó tất cả là xi măng hết cho nên bà nói đó là lý do tại sao căn nhà nó còn nguyên là vậy. Và họ nghĩ rằng nó đắt đỏ nhưng mà họ nói đây phải là thiết kế để tránh những cái trường hợp hỏa hoạn về lâu à, về dài. Chúng Đúng tôi rồi. cảm ơn sự theo dõi của quý vị và tạm chia tay với Ngọc Lan. Mời quý vị theo dõi Thời sự Thế giới ngay sau phần quảng cáo. Hẹn gặp lại anh, Nguyễn, anh Thụy vào tuần tới. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai.